Trong video trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu sơ đồ thuật toán của game sao lá thăm may mắn và chúng ta thực hiện hai bước chi tiết trong sơ đồ thuật toán đó. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một vấn đề mới bằng cách sử dụng thư viện jQuery, đó là đăng ký sự kiện click chuột để hoàn thiện bước thứ ba của sơ đồ thuật toán. Nào, bây giờ chúng ta vào lại trang API Documentation của jQuery để tìm kiếm sự kiện click chuột. Trong cửa sổ trái chúng ta tìm một event. Và trong subcategory thì chúng ta sẽ chọn một mount event. Chắc chắn các bạn cũng dễ hiểu tại sao tôi lại chọn mục này đúng không? Vì chúng ta đang tìm kiếm sự kiện click chuột mà. Tốt, bây giờ chúng ta thấy sự kiện tên là click ngay ở đầu trang kết quả. Và đọc ngay dưới dòng mô tả thì chúng ta biết ngay đây là sự kiện ta cần tìm. Click vào xem chi tiết, ta thấy rằng cú pháp tổng quát của sự kiện này rất đơn giản, gồm tên sự kiện là click với tham số truyền vào là một handler. Thật ra, handler này cũng như là handler trong sự kiện event, chính là một function để thực thi hành động khi sự kiện click chuột xảy ra. Và cuối cùng, sự kiện này trả về một đối tượng là jQuery. Rất quen thuộc đối với chúng ta đúng không nào các bạn? Các bạn thấy rằng hàm và sự kiện thật sự giống nhau và nó chỉ khác nhau là sự kiện này sẽ tự động được thực thi bởi hệ thống hoặc là từ hành động của người dùng. Các bạn cần lưu ý ở version 1.4.3 trở đi thì cú pháp sự kiện này có thêm một tham số tùy chọn. Nghĩa là không bắt buộc, đó chính là event data. Và chúng ta nhìn ngay ở bên dưới thấy kiểu là anything, có nghĩa là kiểu dữ liệu truyền vào bất kỳ, và đọc dòng chú giải này thì ta cũng hiểu được rằng tham số này dùng để truyền vào cho hàm xử lý sự kiện chính là một handler. Kỹ thuật này chúng ta sẽ bàn trong video sau các bạn nhé. Cú pháp cuối cùng là click không có tham số. Cú pháp này chúng ta sẽ sử dụng khi chúng ta muốn gọi thực thi sự kiện click trên một đối tượng khác. Như vậy, khi dùng cú pháp này, chúng ta không phải đăng ký sự kiện click, mà gọi thực thi hành động click lên đối tượng này. Bây giờ chúng ta hãy xem ví dụ để hiểu cách sử dụng. Đây là một đoạn code nhỏ gồm hai thẻ div. Một cái có ID là selector là target và một cái là order. Sau đó trong file JavaScript, họ viết mã jQuery để đăng ký sự kiện click chuột trên thẻ div có ID selector là target. Khi các bạn click vào thẻ div này thì sẽ có một câu thông báo này. Và ngay bên dưới cũng có một đoạn mã jQuery để đăng ký sự kiện click trên thẻ div có ID selector là order. Và các bạn thấy rằng trong hàm xử lý sự kiện thì nó sẽ thực thi một hành động click chuột trên thẻ div có selector là target mà không cần thông qua user click chuột. Ở đây họ sử dụng sự kiện click không có tham số để làm việc này. Kết quả khi bạn click chuột trên thẻ div có ID selector là order thì cũng giống như thẻ div có ID selector là target. Và cuối cùng các bạn có thể xem và chạy thử ví dụ đầy đủ ở ngay trên dưới phần demo ở đây. Chúng ta click vào paragraph nào thì paragraph đó sẽ biến mất và với hiệu ứng cuộn lên. Người ta gọi đó là hiệu ứng slide up. Đây là một ví dụ điển hình cho việc đăng ký và cài đặt sự kiện click chuột. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại mã nguồn ứng dụng game của mình để thực hiện việc đăng ký sự kiện theo cú pháp vừa tìm hiểu. Như vậy là chúng ta đã có được hai button sau dòng lệnh append. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải tìm hai button và đăng ký sự kiện cho nó. Để tìm hai button này, chúng ta sẽ sử dụng một seeded selector dạng combinator. Các bạn thấy rằng mã ở đây sẽ tìm được button đầu tiên. Button đầu tiên là con của thẻ P có class là not. Và do đó chúng ta sẽ sử dụng pseudo class dạng not.not2.first để lựa chọn thẻ P đầu tiên. Bởi vì button là con trực tiếp của thẻ P và do đó chúng ta sẽ sử dụng try combinator như ở đây. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có đoạn mã để lựa chọn button thứ hai. Bởi vì chúng ta có hai thẻ P có class là not và do đó thẻ P thứ hai cũng chính là thẻ P cuối cùng. Và chúng ta sẽ sử dụng pseudo class 2.last. Như vậy là chúng ta đã lựa chọn được hai button cần đăng ký sự kiện. Nào, giờ hãy viết cú pháp đăng ký sự kiện click chuột cho hai nút. Handler ở đây chúng ta sử dụng anonymous function và để dễ kiểm tra chúng ta sẽ đặt một hàm thông báo để khi click vào nút nó sẽ xuất hiện thông báo alert button 1 như thế này. Tương tự cho button thứ hai chúng ta sẽ có đoạn mã sau. Chúng ta vừa tìm hiểu cách đăng ký sự kiện thông qua một cái cú pháp đơn giản và nhanh chóng. Đô la mở ngoặc
selector chấm tên sự kiện và truyền vào đó là một handler. Tuy nhiên trên thực tế các bạn có thể gặp một cách đăng ký sự kiện với cú pháp đầy đủ hơn. Nào, chúng ta hãy cùng xem. Trong trang tài liệu lập trình jQuery của sự kiện Click, chúng ta đã bỏ sót một thông tin ngay ở phần hướng dẫn cách sử dụng, chính là đây. Vì thế tôi luôn khuyên các bạn nên dành ít thời gian để đọc, vì chúng ta có những thông tin hữu ích cho hàm hay sự kiện tôi tìm hiểu. Ở đây họ có đề cập tới một cú pháp tổng quát cho việc đăng ký sự kiện. Một là, đối với cách này thì các bạn có thể đăng ký bất kỳ sự kiện nào. Thay chuỗi click là tên của sự kiện muốn đăng ký và handler cũng chính là hàm xử lý sự kiện. Trong đoạn này cũng cho chúng ta biết thêm thông tin về hàm trigger. Thật ra hàm này có chức năng giống như hàm click, không tham số. Nghĩa là nó sẽ thực thi hàm xử lý sự kiện nhưng hàm này sẽ có nhiều tính năng cao cấp hơn. Ví dụ các bạn có thể truyền tham số cho hàm xử lý sự kiện. Khi nào cần thì các bạn hãy tra cứu trong tài liệu này để tìm hiểu cách sử dụng nó nhé. Như vậy, cú pháp tổng quát khi dùng sự kiện hàm on như sau. Trong đó, event name chính là tên sự kiện muốn đăng ký. Ở đây ta đăng ký sự kiện là click. Handler chính là hàm xử lý sự kiện. Và như vậy, chúng ta sẽ có cú pháp cụ thể cho trường hợp đăng ký trên button 1 như sau. Bây giờ chúng ta hãy quay lại mã nguồn và thử cách đăng ký sự kiện theo cú pháp tổng quát này xem. Chúng ta thay thế click là on và mở ngoặc, tên sự kiện là click. Handler chính là anonymous function, trước đó ta đã viết. Chỉ thay lại một chút thôi đúng không nào? Đoạn mã kế tiếp cũng vậy. Ok, giờ chúng ta xem lại kết quả nào. Rất tốt. Như vậy là chúng ta có hai cách để đăng ký sự kiện trong thư viện jQuery. Thật sự rất đơn giản. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn cách nào theo ý thích của các bạn. Và bây giờ các bạn hãy trả lời giúp Sang câu hỏi. Chúng ta có thể truyền tham số vào handler, tức là hàm được gọi khi sự kiện này xảy ra hay không? Câu trả lời là có đúng không các bạn? Trong video tiếp theo chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu về cách sử dụng truyền tham số vào handler. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành bước cuối cùng trong sơ đồ thuật toán.